hoàng đế cuối cùng của Minh Triều Sùng Trinh có lẽ không bao giờ ngờ được rằng thiên hạ trong tay ông ta có thể rơi vào tay kẻ khác chỉ vì một vụ đánh ghen rất đỗi tầm thường. Sự diệt vong của Minh Triều dưới thời vua Minh Tư Tông Sùng Trinh dường như không có nhiều điều để nói. Chính biến cố này đã giúp Lý Tự Thành nổi lên như một anh hùng trong đám phản quân, tập hợp sức mạnh để tiêu diệt Minh Triều. Và càng thú vị hơn nữa khi người giúp bao làm nên lịch sử lại là người vợ sư từ Hà Đông Ôn Thị của ông ta. Trong cuốn Bước ngoặt lịch sử của Trung Quốc có ghi chép rằng năm 1600, không ngờ một hôm, người vợ cả của Mao là Ôn Thị từ quê nhà vượt đường xa, cấp tốc đến kinh thành đánh ghen, vạch mặt đối gian phu dâm phụ. Trong vụ việc này, bà hai bị đánh thừa sống thiếu chết. Bản thân Mao Vũ Kiến cũng bị phạt quỳ một ngày một đêm. Khi đó, Mao mới vỡ lẽ rằng vì sao. Ông ta lập tức dâng tấu ép ớ lên Sùng Trinh Đế, vãi miễn chế độ đưa thư, mật báo nói trên. Tuy nhiên, vì sợ người đưa thư, mật báo vốn là những sử giả đưa thư, cung cấp thông tin tình báo trong quân đội và vận chuyển một cách chóng vánh những vật tư mà quân đội cần. Tuy nhiên trải qua hàng trăm năm, danh nghĩa và công việc thực sự của những người làm nghề này ít nhiều thay đổi. Bí mật công khai này chỉ có duy nhất Sùng Trinh không hay biết. Việc Minh Triều vãi bỏ nghề đưa thư, mật báo đã đẩy hàng ngàn vạn người vào cảnh thất nghiệp, từ đó đưa họ đến với đại quân tạo phản, chống lại triều đình. Việc Minh Triều vãi bỏ, Mao Vũ Kiến thực sự đã nhìn thấy mặt trái của nghề đưa thư, mật báo. Khi đó, ông ta có một người quen là Lưu Mậu làm quan trong Hình Bộ. Người này vì cho rằng những điều quan ngự sử nói có lý, nên đã một lần nữa dâng tấu ép ớ, kiến nghị lên hoàng đế. Nhưng điều ông ta không bao giờ ngờ tới là hàng ngàn người sống bằng nghề đưa thư, mật báo bỗng chốc rơi vào cảnh thất nghiệp. Hậu họa khôn lường, những đối tượng này nhanh chóng gia nhập đại đội quân tạo phản và từ đây xuất hiện một anh hùng có tên Lý Tự Thành. Tấu ép ớ của Lưu Mậu từ chỗ được cho là hay, nhanh chóng. Nội ưu ở đây chính là cuộc bạo động kéo dài triền miên nhiều ngày do Lý Tự Thành phát động trong khi ngoại họa là mối họa đang bùng phát tại khu vực Đông Bắc nơi quân Thanh tại Mãn Châu đang cuột khởi, quyết tâm lật đổ triều đình. Tình thế của Sùng Trinh lúc này không khác gì một con hươu mắc kẹt giữa hai con sói đang nhe nanh từ hai phía, đối phó với con này, con kia sẽ lập tức xông vào tấn công. Trong bối cảnh đó, vị hoàng đế cuối cùng của Minh Triều loay hoay trong bế tắc. Cùng một lúc, hoàng đế Sùng Trinh phải đối mặt với hai thế lực thù trong giặc ngoài là quân Mãn Thành và đội quân tạo phản do Lý Tự Thành cầm đầu. Dương Hạc khi đó được phái làm tổng đốc ba khu vực Thiểm Tứ. Tuy nhiên, thừa mật báo. Điều này đồng nghĩa với việc tạo thêm sức sống cho đại quân tạo phản mà Dương Hạc chỉ thiếu chút nữa là đã có thể tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn lại toàn bộ sự việc này có thể thấy, nếu như Sùng Trinh không vãi bỏ nghề đưa thư, Minh Triều hoàn toàn có thời gian và năng lực để bình định cuộc phản loạn của nông dân Tây Bắc. Và nếu như vậy, kế hoạch an nội, chấn ngoại cũng có thể triển khai một cách thong dong và chí ít, Sùng Trinh cũng không bị Lý Tự Thành ép đến mức treo cổ tự sát. Hoàng đế cuối cùng của Minh Triều Sùng Trinh phải treo cổ tự sát vì bế tắc, không biết xoay sở. Hoàng đế cuối cùng của Minh Triều Sùng Trinh bao quát và sâu chuỗi ngược các sự kiện với nhau, không khó để phát hiện một sợi xích nhân quả trong đại thảm kịch của nhà Minh. Việc phu nhân của Mao Kiến Vũ bắt gian phu dâm phụ có thể chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng vì nó xảy ra đúng thời kỳ Minh Triều đang chìm sâu vào cảnh hỗn loạn, nên đã hình thành nên chuỗi phản ứng liên hoàn. Và lịch sử Trung Quốc trên thực tế đã bị thay đổi.